Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay showroom 347 Điện Biên Phủ cho ông bầu không khí vui vẻ với các đơn hàng đang được đội nhân viên nhanh nhẹn đóng gói cẩn thận, kỹ lưỡng để gửi đến tay khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Thì đây là cây piano điện Kurtzman B25 được rất nhiều người chơi nhạc săn đón, đang được chuẩn bị đồng hành cùng đội lên đường bàn giao đến nhà khách tại quận 11. Nào hãy cùng bắt đầu video nhé. Tuyến đường 3 tháng 2 vào buổi chiều, dòng xe qua lại vô cùng đông đúc. Và anh em ơi, team đã đến nhà khách rồi, cùng theo mình đưa đàn lên phòng nhé. Và đây, chân đàn đi kèm với B25 thiết kế rất chắc chắn, đang được Minh Phụng Music bán với mức giá vô cùng hấp dẫn chỉ 350.000 đồng. Chân đàn U-Stand này lắp ráp rất dễ dàng chỉ với 3 bước sau đây. Đầu tiên sẽ là xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, xiết ốc ở phần thân. Đây là nhân vật chính của video là piano điện Kurtzman B25 màu đen ấn tượng, được bảo vệ cẩn thận với lớp ni lông dày và mút xốp rất to, đang được mang ra để lên chân. Rồi mời anh em chiêm ngưỡng nhé. Phụ kiện đi kèm với B25 sẽ gồm một pedal tạo độ vang và một adapter 12V. Hãy cùng với mình nhìn ngắm vẻ đẹp cực kỳ lôi cuốn trên B25. Cái đàn piano điện Kurtzman B25 với thiết kế hiện đại, kích thước gọn nhẹ tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu, tiện lợi cho người chơi mang theo, đi học và giải trí cùng bạn bè ở bất cứ đâu. Các nút bấm bố trí khoa học, dễ dàng sử dụng cho người chơi. Bạn khách chia sẻ với mình rằng niềm đam mê piano đến với bạn vô cùng đơn giản, bắt đầu từ tình yêu bóng đá là cảm hứng để bạn tập chơi những ngày đầu bằng chiếc piano gập suốt 6 tháng qua, nên bạn đã đến rất nhiều cửa hàng để tham khảo. Và khi đến với Minh Phụng Music, được chạm tay vào cái đàn Kurtzman B25 thì bạn đã rất bất ngờ và ấn tượng bởi các chức năng hiện đại mà mức giá lại rất phù hợp với nhiều người chơi hiện nay. Và đây là lý do mà bạn đã sở hữu ngay em đàn này trong nhà nhé anh em. B25 với màn hình tráng gương cùng dải đèn LED ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn, mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Với chip Sam 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 Polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, tempo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth Audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ drum với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng. Khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Buổi giao đàn piano B25 đến với khách hàng tại quận 11 hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn bạn đã chọn nhạc cụ tại Minh Phụng Music. Mình rất vui khi nhận được những đánh giá tích cực về sản phẩm và dịch vụ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại comment ở dưới video hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để mình giải đáp nhanh chóng nhé. Nhanh tay truy cập fanpage, website của nhạc cụ Minh Phụng để đón chờ những chương trình ưu đãi hấp dẫn cùng các phần quà tặng đặc biệt nhé. Minh Phụng Music hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.